không được em quay phim để bảo vệ chính bản thân em và có bằng chứng để cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần. Tại sao? Tại vì gia đình sẽ khiếu kiện lên này của viện kiểm sát tòa án luôn. Nên là ngày hôm nay tụi em chỉ muốn gặp đại diện của bệnh viện Chợ Rẫy để giải quyết những thắc mắc này cho tụi em theo đúng quy định của pháp luật, không gây rối trật tự, làm việc trong khuôn khổ của pháp luật và tôn trọng gia đình của tụi em. Nhưng mà bệnh viện Chợ Rẫy không tiếp, không tôn trọng, đủ ra ép buộc tụi em phải đi kiếm các cấp lãnh đạo. Tại vì cấp dưới không tiếp thì đi kiếm cấp trên. Thì em lên tới phòng phó giám đốc, phó giám đốc mới nói là chỉ đạo xuống phòng kinh doanh để giải quyết vấn đề cho tụi em. Nhưng mà tụi em quay lại phòng kinh doanh thì phòng kinh doanh đóng cửa trốn luôn, mất tiêu rồi, không thấy được nữa. Thì ép buộc bây giờ đây đơn từ các thứ tụi em nó cầm đây, thì kính mong bệnh viện Chợ Rẫy hoặc cơ quan thẩm quyền giúp đỡ gia đình trả lời cho gia đình. Bên công an vẫn phải cái hỗ trợ, tại vì bệnh viện Chợ Rẫy đang mời bên công an. Mời bên công an là gì? Thì nào mình gây rối trật tự công cộng hoặc là mình xúc phạm, mình đe dọa tính mạng thì mình mới sai quy định, đúng không? Còn bây giờ mời công an vô thì cái này nhiều khi bên công an còn hỗ trợ bên mình đó. Tại là đúng sai rồi. Đó. Nhưng mà bây giờ em là sao với người nhà, em với sao với em là anh của bệnh nhân. Anh ruột hả? Không, anh họ, tại vì bệnh nhân này tôi là chị gái. Tại con trình bày được không? Đó. Em này ba mẹ ly dị. Dì với mẹ của em này với em này sống ở nhà em từ nhỏ. Nè em. Anh nói sự rồi. Anh khi anh làm việc vô với dân là anh có chào dân. Anh mới trình bày. Còn em đang trình bày với anh này mà anh nói là anh nói sự rồi. Thái độ của anh giờ không đúng. Bây giờ cái chuyện mà tụi em ở nhà rồi tại bệnh viện là cái chuyên môn thì là đây hồi nãy anh này không biết nữa. Anh trình bày. Được, em sẽ không nói cho được tổng anh với anh yêu cầu bệnh viện trả lời thôi. Bệnh viện trả lời đó, không có cái anh lại chắc anh này cũng không xuất hiện nữa. Thôi bây giờ rồi tới anh làm việc thôi. Khoan, anh chào tôi đã. Thì bây giờ anh mới nói anh làm việc với em rồi. Anh nha, anh chào em rồi. Nhưng mà nè, để đang trình bày cho lại. Rồi, tôi chỉ biết có rồi. Chỉ trước em có nhận được cái văn bản trả lời của anh chứ? Văn bản của anh tôi nhận được. Nhưng mà tôi nhận được mà gì? Phải lên đây á. Trong đó anh có yêu cầu đề nghị là bảo vệ tới đây làm việc với anh. Anh nói vậy là sai. Luật Việt Nam quy định vẫn được ủy quyền. Tôi là người em nói là có ủy quyền đúng không? Bây giờ anh yêu cầu em cung cấp cái ủy quyền cho anh. Rồi hồi nãy cái này cung cấp anh ba lần hả? Nãy em kêu cung cấp vô. Bên gia đình tôi làm việc có trình tự lắm. Em tôi bay đây nhưng mà đã ủy quyền rồi thì em tôi không bao giờ để ủy quyền. Anh nói với em, mẹ để cho con nói mẹ. Anh nói với em là cái giấy ủy quyền này không hợp pháp. Tại sao không hợp pháp? Anh viên không có xét nghiệm chứng thực gì của cơ quan địa phương hết. Rồi anh nói anh cho tôi nói. Do đó em không đủ điều kiện để anh tiếp em. Rồi chưa. Ủa anh nói sao anh chưa cho tôi nói? Anh đó là chưa nói đúng rồi. Anh không cho tôi nói nha. Anh đang làm. Để tôi nói nghe. Theo luật ủy quyền của luật dân sự Việt Nam mình, người ủy quyền là người được ủy quyền, có thể người ủy quyền cho tôi, không có mặt tôi cũng vẫn được nha. Cái này chừng nào hợp đồng ủy quyền thì mới phải có bên thứ ba ký, còn ủy quyền là không cần bên thứ ba, chỉ có bên ủy quyền với tôi ký với nhau là được rồi. Đây trên điện thoại anh cứ có thể gõ luật Việt Nam là luật ủy quyền qua. Trước khi tôi đã đến đây tôi đã tìm hiểu luật rất là kỹ, đúng không? Đây rồi, còn đây bộ y tế. Còn đây là của bộ y tế. Rồi mà bên bộ bên sở y tế đã chấp nhận cái ủy quyền của tôi, đã gửi về cho tôi nè. Không, để anh đến giải thích với em luôn. Tại vì lúc bây giờ ủy quyền hợp pháp là phải có cái xác nhận của cái người ủy quyền, tức là cái người ủy quyền cho em rồi, nhưng mà cũng phải có cơ quan chức năng nơi quản lý nơi cư trú của cái người cư trú đó, cái người mà ủy quyền cho em á, thì xác nhận hoặc anh là... ơi, để em giải thích. Cái nhất là vì em là mẹ của bệnh nhân là đang ở nước ngoài ha, và ủy quyền gửi cho em bằng đường thư đảm bảo của đại sứ quán về đây, và theo cái luật ủy quyền của Việt Nam em đọc không là... đúng rồi nha, em nghĩ sai rồi. Tại vì bị đọc khi nào mà hợp đồng ủy quyền không, hợp đồng ủy quyền thì quyền có bên thứ ba xác nhận chữ ký phải có xác nhận thì ủa cái bên bệnh viện đó. Bên bệnh viện nói á là có mẫu chữ ký của dì em khi ở Việt Nam. Lần trước nói. Bây giờ đối chiếu, muốn đối chiếu không? Đây. Lần trước anh nói là đối chiếu là không khớp. Thì bây giờ lần này tôi nói gì tôi phải ký quyền
cho đúng chính xác, cho khớp. Tới hồi khớp rồi thì em không tiếp. Nó là cái ủy quyền thì nó phải đúng em, tại vì cái ủy quyền mà người được ủy quyền và người ủy quyền, người phải xác định được cái người ủy quyền đó là phải địa phương xác nhận cái chữ ký của người ủy quyền đó. Đâu anh? Hoặc là dân ngay chỗ mà ra văn phòng công chứng thì hỏi công chứng viên. Tại vì em đã hỏi luật sư, em hỏi rồi. Gia đình bên đây yêu cầu, mà tôi vẫn nói với anh một cái nè, cho dù thì tôi không ủy quyền mà tôi là người nhà, tôi cũng quản được quyền thắc mắc khiếu kiện. Không được, tại vì đâu có quy định nào mà em không họ. Tại vì sao? Đã có trong hộ khẩu của nhà khẩu, chăm sống từ nhỏ, sống từ nhỏ. Cái đó là trên viên phương diện về pháp lý là cái em Vinh này có hơn thương ở trong chung hộ. Còn mấy anh nếu muốn thì mấy anh lại muốn là có chuyến đi một chuyến nữa. Hôm nay là trả lời là em không trả lời là có một chuyến nữa. Nói giờ đó, hoặc mẹ. Bây giờ là em nói thẳng với anh luôn nha. Đây, cái sự bảo đảm như là Hà Thị Định là chủ. Bây giờ bảo để con nói thì chứ. Để mẹ nói cho nó thôi. Xong rồi để con nói với anh bên đây cho xong rồi đừng có đót cái gì. Bây giờ tôi nói với các anh nghe nha. Nếu theo phương diện mà bệnh viện Chợ Rẫy có thiện chí với gia đình tôi thì sẽ không đến như ngày hôm nay, đúng không? Vậy bây giờ tôi hỏi nè, anh nói bên gia đình tôi cần giấy ủy quyền, vậy cái lúc mà bên cái lúc bên bệnh viện cộng bệnh viện Chợ Rẫy á lên truyền thông nhận người nhà, bây giờ tôi hỏi anh nè, vậy lúc bên bệnh viện Chợ Rẫy á lên truyền thông nhận là người nhà xin lỗi bệnh viện, vậy có giấy ủy quyền của người nhà tôi không? Sao đứng ra là người nhà là về cái ủy quyền làm việc nó khác em, còn về cái ủy quyền mà để là giống như là người nhân viên bệnh viện như vậy. Sao đánh lên truyền thông mà nói là nhà tôi là con cháu thì tôi vẫn nói được, nhưng cái này là trên cái phương diện là pháp lý. Tại vì khi các anh đòi tôi giấy ủy quyền chứ không có một nói ngang đâu có được. Thì khi các anh đòi tôi giấy ủy quyền có một bây giờ bên phía bệnh viện là thống nhất như vậy là mình cũng phải rõ luôn và cũng chấp hành, tôi cũng chấp hành thôi. Khi mà có chữ ký có xác nhận của cái người ủy quyền, của cơ quan của người ủy quyền thì sẽ hợp lại, thì lúc đó là bệnh viện sẽ tiếp anh là với điều kiện là giống như anh là một cái người nhà của thôi của, nói chung là thật sự đó. Chứ còn bây giờ nếu mà em thật sự là nhận tội thì được nhận là gia đình là không muốn xin lỗi chứ còn cứ nhận là đòi với này với nọ lúc này bây giờ có đều đấy, mà trong khi đó nè, trong khi đó bây giờ tôi nói là trong khi đó sở y tế thì tôi thay mặt gì được ủy quyền gửi cái giấy đó lên sở y tế người ta không? Tức là cái giấy ủy quyền này cái nội dung là muốn ủy quyền gì thì cái chuyện đó là của nội dung của trong cái em với cái người kia, nhưng mà muốn cho nó hợp lại thì phải có xác nhận, một là phải có văn phòng luật sư với văn phòng công chứng, nói chung là chứng viên xác nhận cái này bây giờ các anh chỉ là tìm đường để mà không trả lời thôi. Bên bệnh viện thẳng là cái trường vô cái trình bày là sao? Tôi đã cầm hai cái tờ đơn mà của bộ y tế sở y tế gửi về tới nhà luôn, yêu cầu bệnh viện làm việc với người nhà. Còn giờ bệnh viện vẫn không làm việc với người nhà, còn bệnh viện cứ đòi những cái giấy tôi đã cung cấp rồi, cái đòi nữa. Bên bệnh viện đó là làm muốn thì chỉ cần trả lời cho mình. Bây giờ tôi xin phép là bây giờ tôi nghe nghe tôi xin hỏi anh. Rồi rồi chị hỏi những lời anh nói từ nãy giờ có đúng luật hay không? Nãy giờ tôi đi ăn. Không, chị quay phim ghi âm là cái chuyện của chị kia được khác mà. Chị tôi tới bệnh viện tôi khó, tôi không ăn cùng nữa. Em là Dương Đen em. Rồi chị cứ. Anh có dám chắc là nãy giờ tới lời của anh? Không, tôi dám chắc, đúng rồi. Còn nếu như chị lúc đó có quay phim mà chị nói tôi sai, tôi không bị khiếu kiện. Tôi chỉ nói đứng ở phương diện của công an thì tôi đâu có cái binh giật ai được, đảm bảo được trật tự là cái chung. Thì bây giờ nếu như mà anh hoặc là chị luôn thì muốn là bệnh viện phải làm việc để làm rõ về trường hợp này thì trước tiên là phải chứng minh được cái mối quan hệ. Đó, chứng minh được cái mối quan hệ của chị với hoặc anh này với anh này là cái gì? Hộ khẩu. Nhưng mà bây giờ trên hộ khẩu mà anh Hưng này không còn người thân nữa mà ở với chị thì là đúng, nhưng mà anh Hưng này ảnh còn mẹ đúng không? Thì mẹ nó cũng ở trên hộ khẩu, nhưng mà trên phương diện pháp luật là mẹ thì mẹ cái người là mẹ đó là cái người quyết định trước. Tôi nói cho anh, bây giờ tôi nói với anh nghe nha, lúc bệnh viện lấy tiền của gia đình tôi, sau tôi đi đóng tiền nè, tôi là Lê Đình Hiếu đó, cái đóng tiền nè, sao không đòi cái giấy ủy quyền là đúng người nhà không đóng tiền? Không, cái đó là cái quan hệ hành chính nó khác, còn cái này về quan hệ pháp luật nó khác. Chẳng qua là gì? Anh phải hiểu rõ là chẳng qua là bên đây không có thiện chí tiếp thôi.
bây giờ nếu mà tôi nói với anh là bây giờ phải có cái xác nhận của cái chị đó đi ủy quyền thẳng cho anh thì bệnh viện sẽ tiếp thôi, chừng nào bệnh viện có không tiếp thì tôi bắt đầu bây giờ nè đâu nếu mấy anh nói vậy là có một người nói chuyện. Anh sẽ có cái trả lời rõ ràng. Bây giờ anh không có xác nhận gì hết. Anh Diệu cho em hỏi là bây giờ đó, trên mạng vẫn có là tiếp nhận đơn online đúng không? Đúng rồi chứ. Vậy bây giờ tôi hồi lần trước tôi lại á có điện thoại trực tiếp luôn, để cả live trực tiếp người được ủy quyền nói chuyện với tôi. Tao cũng nào mà ủy quyền được anh hiểu sao. Ừ, ủy quyền nói chuyện nhắn mà. Nói chuyện bây giờ anh có cần cái gì nếu mà chuyển thoại đàm thoại gì chuyển thư á thì qua đường bưu điện thì cũng tôi nhận. Chứ còn nói mà tôi có người nào ủy quyền đâu đâu nói chuyện điện thoại. Cái này cái một sự khác tôi thắc mắc nữa. Bệnh viện nó nói là đã gửi giấy tới gia đình tôi không nhận. Nhưng mà tôi đã lên làm việc cái bưu điện thì bưu điện yêu cầu mất anh gửi cho cái mã văn thư. Cho cái mã văn thư là các anh đã gửi tới nên tôi ra đường tôi không nhận đi. Ôi, rồi mình lên đây mình làm việc đúng quy định của pháp luật. Còn các ảnh á chỉ là sao chỉ im lặng thôi chứ thật ra không, thật sự ra là không có thiện chí trả lời, không có thiện chí trả lời chứ không phải là tôi lên đây không xong. Nếu mà tôi không phải là người nhà tôi lên đây nhiều đúng không, hôm nay tôi là người ngoài tự nhiên tôi lụm tấm hình ngày cái tôi chạy lên đây tôi gây rối làm gì đây là sao khi gia đình tôi bức xúc mắt con mắt em mà còn bị vu khống nên là mới tạo lên cái bức xúc. Nhưng mà các anh không có thiện chí giải quyết thì để cái bức xúc bên ngoài không phải em tôi bỏ con rơi con từ lúc 2 tuổi mà thôi anh nhớ cái gì nó nuôi tôi là gì ruột nè là hai lần tôi lên đây tôi làm việc điều tôn trọng pháp luật, hai lần anh đều mời cơ quan chức năng tới tôi vẫn trình bày như vậy. Nhưng mà sự bên anh càng làm khó càng không giữ cái khỏi đấy thì nó sẽ càng kéo dài. Ừ. Rồi nó sẽ dẫn đến mà còn thương chịu cơ. Thật sự nó hình như gia đình tôi đâu có đòi lại tiền đâu. Tôi lên đây làm việc hoàn toàn không đòi lại 1.000 nào tiền. Chỉ cần bên bệnh viện phải trả lời với truyền thông về những gì đã vu khống gia đình tôi. Chỉ vậy thôi. Còn gia đình tôi đã bị mất con, mất tiền mà còn bị vu khống nữa. Mà đến giờ các anh đối xử với gia đình tôi cách tiếp nhận công nhân của không thể kiện cáo để đòi lại tiền nha. Anh nên nhớ tôi gia đình nó nói là không đòi công nhân nào tiền trả lời. Chỉ cần yêu cầu anh trả lại danh dự cho người nhà tôi. Ví dụ là tại sao vô tống mẹ bệnh nhân bỏ bệnh nhân từ lúc 2 tuổi tại sao mà thành gia đình mất con mà còn bị vô tống là bỏ con rồi về đây ăn giả tiền bạc nữa à, nếu là anh con nên anh bị không nói thì giờ anh xin trả lời nó không nên truyền thông rồi nó đâu có gì. Tôi nói anh nha, cái bài của anh là cái bài không đủ giấy tờ, không đủ đủ tờ, anh càng kéo dài ra sẽ làm cho dư luận. Chân lạnh xuống thôi, anh cũng chỉ là người làm theo thôi. Thì nếu đúng thật sự ra cũng không có làm khó khăn gì thì anh nhưng mà đều phải nói yêu ít, cầu. Mình nói ít mình hiểu nhiều. Yêu cầu cái cấp trên trả lời. Dạ nha. Tôi cũng khẳng định với anh nha. Dẫu tôi khẳng định với anh là chúng tôi lại đây làm việc theo quy định của pháp luật và không có một cái hành vi có cho tưởng cộng nào ở đây. À, nên anh coi làm sao anh cũng không cần mà cái mời của anh đến đây đâu mất tôi phải tôi có bệnh tâm thần anh hiểu không? À, nếu hiện chí của anh từ lúc đầu và bệnh viện chỉ cần một lời xin lỗi thôi. Anh có thấy người ta mổ trong phòng mổ ra mà bệnh nhân chết mà bác sĩ người ta vẫn còn nghe nói cái câu sao xin lỗi. Hôm nay làm không tôi bỏ, tôi là người trực tiếp là và giải quyết yêu cầu những người cái câu xin lỗi không lớn. 38 tiếng đồng hồ tôi bên con tôi nào mà không có một người nào giải thích. Cái câu xin lỗi nó không lớn. Và gia đình tôi cũng chỉ cần câu xin lỗi. Để chi? Để truyền thông, để cả mọi người trên quốc gia này đều biết là em tôi chết như vậy, mẹ của em tôi không có bỏ con từ lúc 2 tuổi, vẫn chăm nuôi tới giây phút cuối cùng, hơi thở cuối cùng. Anh hiểu không? Và bên gia đình chưa hề xin lỗi bệnh viện. Còn bây giờ thấy anh cứ vậy thì không giải quyết được vấn đề gì đâu. Càng yêu cầu vậy tôi nói cục càng làm cái. Thật sự là ngày hôm nay tôi đứng đây á, tôi vẫn muốn là để nói chuyện để cho các anh hiểu vấn đề, để các anh phải lên truyền thông, đính chính lại những cái gì sai của các anh. Nhưng các anh muốn đi tới, ép buộc gia đình tôi phải thưa. Anh đi tới. Phải gửi đơn cho tòa án, đơn cho viện kiểm sát theo đúng quy định. Tại giấy tờ gia đình. Còn tôi nói anh này, ngày hôm nay chúng tôi lên đây vẫn với tư cách là muốn thương lượng. Để mình ngồi lại với nhau, mình nói chuyện với nhau. Bên nào sai bên đó. Bên nào sai bên đó đúng. Nha. Kể cả nẹt như tôi nói anh nè, theo đúng quy định nha. Bên anh thu tiền của tôi 683 triệu mà anh đi tuyên bố với truyền thông là 660 triệu. Vậy tôi hỏi anh 20 triệu đó của gia đình tôi đi đâu? Mà theo luật của quy định nhà nước Việt Nam nha,
2 triệu là đã chỉ có trách nhiệm hình sự rồi. Thì quán cấp đâu? Thất thoát của gia đình. Đây là thu mà. Đúng không? Mà cái này là tôi không nói, tôi hơi kiện, tôi đây chỉ đang nói chuyện với bên anh. Bên anh sai nhiều lắm. Cái đó thì cũng không cần nói tiền bạc ra, tôi chỉ trình bày thôi. Nhưng mà chú nói là cái tự nhiên mà vu khống em tôi bỏ rơi con từ lúc 2 tuổi. Thôi bây giờ á, không nói nhiều nữa, nói vậy á. Lên truyền thông nói và nãy giờ lên truyền thông. Tôi nói đây tôi muốn cho các anh hiểu. Các anh các chị ở đây làm quy định của nhà nước. Và tôi là dân, tôi cũng phải đúng theo quy định của nhà nước. Đúng quy định của pháp luật. Tôi không làm gì sai quy định của pháp luật. Tôi đã đến đây với một tiêu chí rất là nhã nhặn. Kể cả tôi đã vô phòng làm việc của anh, tôi không muốn đứng ngoài để ông sụp. Chính anh là người phải đuổi tôi ra ngoài để cho người ta nhờ nha. Đó là cái sai của anh đó. Tôi mời anh, anh đuổi tôi, anh nói anh đuổi nè anh. Để tôi nói anh nghe, tôi có quay phim lại hết rồi. Bây giờ mới đây thôi mà anh còn mới nghe vậy về được. Bởi vậy tại sao tôi phải quay phim. Còn à, đây chính anh công an đây đó nha. Khi làm việc, tôi vẫn được quyền quay phim. Còn anh á không cho quay phim, anh nói là quay phim anh thiết làm sai hả? Anh được quyền quay phim lại cho tôi luôn vậy, tôi anh phải quay phim lại cho tôi đó. Đúng là anh mở máy anh quay phim lại cho tôi như các anh này đó, các anh này là phải quay phim là đúng á. Bây giờ hai bên đối chắc với nhau, sau này về mấy anh gửi đơn, mấy anh nói tôi gây gói rồi, mấy anh nói tôi vô đe dọa tính mạng anh nữa, làm sao tôi có bằng chứng được, đúng không? Anh là người cũng pháp luật, anh là người pháp luật, nhưng thật ra từ sáng giờ anh làm sai pháp luật thôi. Tụi tôi là thằng hồ, nhưng tụi tôi là công dân, tụi tôi đã biết phải tôn trọng pháp luật, anh không tôn trọng pháp luật đó. Thôi mình nói đó, chỉ yêu cầu vậy thôi, yêu cầu các anh cái gì nhá, cái mà phải lên trực tự đến đây là chỉ là hỗ trợ đúng không? Lên trực tự à, để là hỗ trợ đây phải rõ vậy chứ, để sau này có công rồi về chạy bệnh viện Chợ Rẫy lại nó đăng bài lên là người nhà bệnh nhân quậy, phải kêu công an đến áp giải rồi mới về, cái đó là không đúng nha. Quay phim lại nha em, quay phim lại rõ ra công an phường 12 thì đến đây hỗ trợ giữ an ninh trật tự nha anh. Tôi nói thiệt anh ha, tôi không bao giờ nói trật tự đâu, thấy đó là sai quy định pháp luật, hiểu không? Hiểu chưa? Mà lên đây tôi yêu cầu nếu bệnh viện làm đúng thì chị cứ trả lời thôi chứ đâu có sao mình phải trúng chánh cái vụ nói. Nói chung là thật sự là ảnh cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi, ảnh chỉ biết ngồi đó thôi, chẳng đã nói gì. Lần trước anh lại thì anh tiếp, nhưng mà lần này chắc có chỉ thị rồi, đúng không? Thôi. Mình, nói chung là chỉ đó. Yêu cầu bệnh viện là trả lời ra mình vậy thôi, để những cái gì vô khống cho ta bệnh viện thì lên truyền thông, khống giờ lên truyền thông là để đính chính lại thôi. Nói anh này đó, có anh công an luôn, mình quay phim lại rõ nha. Làm sao mà tụi tôi có một á, mà anh đòi dẫn đòi tiếp bà Hà Thị Tâm Huệ là anh sai quy định pháp luật đó. Anh đừng có đòi 1-2 lần tiếp bà, không được thì tôi kêu bà bay về luôn. Nhưng mà tôi nói là nó mới bay về nhưng mà nó đã nói thôi ủy quyền rồi là thôi em không nói nữa, để cho cháu nó ủy quyền rồi, mình nó ủy quyền rồi nó vô đây nó làm việc thì nó lại sai nên nó nói thôi. Còn anh đó, anh tiếp dân dân khi đang nói chuyện, còn anh tiếp vô, dân tiếp dân mình vô không nói gì im lặng như vậy không là anh sai đó. Không biết cái tên ai nãy giờ anh ở đây là anh cũng chưa biết ai là ai đúng không? Bên đây rồi, nếu anh nói vậy bên đây đại diện anh bên đây người ta cũng chưa biết anh là ai. Nếu anh nói vậy á để lần sau anh tới anh khiếu nại nữa thì ta biết bữa đó anh nó có tới khiếu nại lần trước. Bây giờ tôi đúng không? Là Lê Thanh Hiếu. Rồi đây là mẹ tôi là Hà Thị Hạnh. Rồi tụi tôi đã có đem theo chứng minh và sổ hộ khẩu để chứng nhận là chúng tôi là người một trong gia đình, nhất là địa phương, công an địa phương đây ta muốn biết là anh là ai tới đây. Anh ơi, để người ta còn báo cáo lên cấp trên đại diện bên phía gia đình có anh đó. Đại diện bên gia đình là có ai đến đây, đã đến đây khiếu nại cái gì? Người ta địa phương đã biết. Tôi nói với anh nghe nãy giờ nè, khi tôi đã đến đây, tôi đã trình bày dưới đúng quy định pháp luật, tôi không làm ồn gì hết. Bây giờ chúng tôi đã đi về, vẫn chịu đi về để củng cố hồ sơ thì các anh muốn giữ với hay là không có gì, không có giữ gì anh, chỉ cần biết anh là ai, đại diện bên gia đình là tới đây là cái này thôi. Giấy chứng minh photo tôi đã photo cho bệnh viện rồi, lần trước tôi vẫn cung cấp với bệnh viện rồi. Gia đình tôi tới đây để yêu cầu để yêu cầu rồi, bệnh viện đã lên truyền thông. Còn nội dung là ủy quyền cho anh bữa nay là ủy quyền anh tới làm việc nội dung gì để ta biết cái vấn đề gì để ta đây ta nắm. Thì bây giờ đó, nếu anh đó tiếp theo đúng cái quy định này thì tôi sẽ lấy cái khiếu nại của ông bên này, hôm nay bữa nay ông khiếu nại gì photo lại để biết cái nội dung bữa nay ta khiếu nại cái vấn đề gì. Khiếu nại vấn đề là ở bệnh viện lên truyền thông vu khống mẹ bệnh nhân,
là bỏ có rơi con từ lúc 2 tuổi. Anh cho một cái lời nói riêng của tôi. Nên đi bệnh viện không phải. Cái quyền, quyền thì mình không cần thiết, nhưng mà cái đơn tố cáo, cái đơn tố cáo là mình có thể cho được. Cái vấn đề cái anh muốn hỏi là sự việc nó như thế nào đúng không? Là sẽ có cái đơn tố cáo. Không có cái đơn ủy quyền luôn, là bữa nay ủy quyền làm nội dung gì? Không, tại vì mấy anh nói là ủy quyền này không hợp pháp thì tôi không có cách nữa. Thầy, tôi sẽ cung cấp cho anh cái đơn tố cáo. Tố cáo này ai cũng cần tố cáo. Mẹ bệnh nhân trong đơn tố cáo vẫn có ghi rõ là một cái mọi thắc mắc gửi về thắc, đây có cái chữ ký chính xác luôn. À, nếu anh cần tôi cung cấp cho anh. Chỉ yêu cầu bệnh viện về thôi. Chả là chữ ký này của ai? Của bà Hà Thị Thanh Huệ. Tụi em tôi nó mất con, nó đã đau đớn rồi, còn vu khống nó bỏ rơi con nữa. Còn anh là quan hệ với bà Huệ này như thế nào? Tôi là cháu ruột. Cháu ruột. Nhưng mà chị mẹ. Nhưng mà trong cái đơn ủy quyền bữa nay anh là có được ủy quyền cho anh không? Có ủy quyền cho tôi. Có cái ủy quyền vô tỉnh mà nó ủy quyền lâu rồi. Từ cái Bộ Y tế nha, cũng nhận được cái giấy đó, vẫn gửi về nè, trong cái đơn của Bộ Y tế là vẫn kêu là gửi về cho anh Lê Thanh Hiếu. Ở đây không trả lời chứ đi. Chúng tôi không có muốn mà làm ầm làm sai đâu, không đâu cái dài đâu, gia đình chúng tôi chỉ cần lời xin lỗi thôi. Cái trả lời xin lỗi nó không có lớn gì đâu, tại bệnh viện mà. Còn anh muốn là biết cái nội dung là gia đình tôi muốn cái gì đó thì có. Đây. Chồng biết chồng. Trình bày cho anh này ảnh coi luôn, cái đâu nhờ ảnh giúp đỡ mình. Mình địa phương đây mà phải nắm chứ, bữa nay anh tới làm việc ở khu vực này mình phải nắm nội dung anh làm cái gì. Đây. Mấy ảnh nói là em không có thẩm quyền, nhưng mà gì? Sở Y tế gửi về cho em là thay trong đây cái nội dung của Sở Y tế anh sẽ đọc. Yêu cầu bệnh viện phải trả lời cho người nhà. Thì cái này photo được không? Rồi được anh nè. Còn cái này nữa anh, đây Bộ Y tế gửi về cho bà Hà Thị Anh Huệ, nếu không có nhận thì chuyển cho Lê Thanh Hiếu là em vẫn được quyền. Tức là bộ cục sở đã công nhận em được ủy quyền rồi mà ảnh không được. Không ạ. Không được. Phô giùm mấy cái này nghe. Không, để tụi em tự đi phô anh. Không, đây lẹ mà. Trả cho anh đàng hoàng, không có chuyện mà lấy danh. Rồi. Tôi nói anh hai đơn là trả cho anh đàng hoàng. Rồi, ok, hai đơn. Này đối với em. Hai đơn này đối với em cái là quan trọng. Trả cho đây luôn. Còn cái này là cho phải không? Rồi, cái này là cho. Màu là phải không? Cái này là có ký của chị Huệ. Đúng rồi. Lên truyền thông thì nói là hoành tráng, là nói sai rồi phải cho cô cái ủy quyền luôn đi. Cái ủy quyền không đúng như vậy thì sao cho anh? Không, cái giấy ủy quyền nói ở đây nói là mình không đúng như vậy, chứ lần sau cho nó lý lộn rồi, cho lần sau có một lần tính. Cái gia đình chẳng làm khó khăn, chẳng người phải làm gì, tại vì oan ức quá, con cho con cháu thì oan ức. Mình làm sao đó đảm bảo cả đánh chính là nói cho anh biết sao cũng quan cũng lắm vậy này. Từ cái ngày mà đưa vô, tôi là người đưa vô nằm 38 tiếng mới cấp cứu, nên con tôi dẫn tới nó chết thì đã rồi. Thì bệnh viện là còn lên truyền thông vô khống mẹ nó là bỏ rơi con từ 2 tuổi, bởi nó ly dị lúc nó mới 3 tuổi mà. Bây giờ ba mẹ con nó ở, mẹ nó làm đủ mọi việc để nuôi con. Mà giờ truyền thông đi nói vậy thì giờ mình đã nói sai như vậy, mình nên đính chính lại. Bởi vì còn cái danh dự của em thôi nữa. Chỉ yêu cầu có nhiêu đâu chứ không đòi bồi thường. Không có một lá đơn nào đòi tiền lại bệnh viện hết. Bởi vì giờ chỉ đòi là cái danh dự của em thôi. Nói vô khống em tôi là bỏ rơi con từ 2 tuổi. Toàn là người nhà thôi, mẹ nè. Là gì anh em nhà đi. Tôi là tới này với tới Lily Thanh Huệ là mẹ nó. Ông này là con trai tôi, con của anh tôi. Tại vì nói thật sự anh nhiều khi có thấy vậy, cái mà nói là con ấy đang còn để tang em đó. Đau đớn là cái đang còn để tang tất cả mọi người, tôi là anh đây thì tôi đi vậy. Lúc nào cũng để tang, tôi chỉ có riêng tôi là mẹ. Tại vì ba mẹ con nó ở với tôi từ nhỏ vậy thôi. Còn tất cả những cái này đều để tang em đó. Cả nhà luôn, bất cứ đi đâu. Chứ không phải là nhìn vậy nói con tôi là xã hội đen cái gì là em cũng gặp anh hả? Nên trình bày rất bình thường, tại vì đau xót một người mẹ mất đứa con mà bị không còn không nhờ anh mà bên bệnh viện mới mình nhận mình lên chăm nuôi con cả mười mấy năm rồi giờ không có bỏ rơi con mất không con chết anh gửi gì cái gì là em tôi đã bị qua đó lắm, nó bị yêu cầu bệnh viện là yêu cầu là tính chính là những cái gì này
hãy đưa những cái này hệ thống em tôi là đòi cái giấy đi tôi chỉ một lần xin lỗi thôi chứ gia đình tôi không đòi ra một cái gì hết để cho em tôi nó ăn uống phần nào cho nó mất cái con 19 năm giờ chỉ vậy thôi chứ không có dành thời gian đâu đêm nay để mà quậy phá tại vì quậy đòi tiền á thì có nên quậy bây giờ gia đình về và những cái yêu cầu gì đó là hợp pháp thì nói chung chỉ có cái mặt thì nó quá đơn giản mà lại đưa bệnh viện lại kéo dài thêm lại có một cuộc như vậy nói với gia đình nó lúc nào cũng muốn con làm hết rồi đó tôi là cũng là không có bên ai chơi đó chỉ là làm đúng theo lịch thôi chỉ một cái lời yêu cầu vậy thôi là sao tụi em lên tụi em có cần chạy ngang phường tụi em không cần mất công lên không anh qua đây anh cứ làm gì bình thường à, tại vì bên đây là cái ảnh của chân không tiếp chính anh á không tiếp gia đình cũng đi lên cái thiện chí của gia đình như thế nào anh chắc anh cũng hiểu em đã trình bày với anh rồi thật sự là không muốn bắt cái gì mà nói còn cái giấy tờ không đừng để mất một cái giấy nào hết rồi kiểm tra trước đi về nha. Dạ. Có gì đâu. Chào anh nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Rồi gia đình về nha. Rồi cái thực hiện đúng ra cái vấn đề gì nó hợp pháp thì mình làm. Kiểm tra đủ giấy chưa? Giấy chưa? Giấy tờ chưa? Cha em thái độ rất văn tại quá rồi chứ không ai mà muốn đến mức độ rồi. Nói là không tiếp, chỉ cần yêu cầu hoặc là nói là giám đốc là đang bận thì tụi em đâu có lên cái phòng đó làm gì. Không tiếp, không nói một lời nào mà bức xúc lắm cô. Em cho nó bắt con. Thôi làm sao đi thì cứ đem này nữa. Như nãy tôi biết rồi đem cái gì cho nó phiền nhỏ nó đi. Để cho nó chết bực còn nghĩ. Để cho nó luôn chi cho nó để cho nó sống. Tụi em đi đâu nó cũng đi theo á. Vậy giờ nó hay vậy á. Giờ em có tâm thì nó biết rồi cái đem thiên chi muốn tạo.